Đi đi, đang làm gì đấy? Đang nhìn điện thoại. Đấy ơi, lại điện thoại. Nào, em lên em trả chị cái túi là cái gì? Thật á? Xác nhận là không thèm lấy nữa, khinh chê. Kỳ nghèo này to thế. Cái túi trắng ở đâu? Túi trắng thì không trả. Rồng rồi, em thích cái túi trắng, túi này em đem không được. Cái con này. Thôi mà em mở đây, có lẽ chị rảnh không? Tao, rảnh. Thế chị làm clip với em nhá. Clip làm cái gì? Ở tên nghe em nói thật nhá. Em chả hiểu sao chị xấu người xấu nên mà bạn ở trên YouTube ai thích chị. Em lạ đấy. Thích tao là đúng. Hôm nay làm clip với em nhá. Cũng được. Hôm nay được rồi. Thì nhân cái cơ hội chị làm clip với em sẽ cho chị một cái thử thách, phải nói là cực kỳ là độc đáo. Đó chính là thử thách dính liền. Dính liền nha. Dính liền em với chị như thế này. Trong cuốn băng dính vào nào mày á. Không phải dính băng dính mà hai chị em mình sẽ mặc chung một cái áo cầu vồng. Thật á? Ừ. Thôi được rồi. Chơi vì các bạn ở kênh mày thích tao nên tao sẽ làm cùng mày. Không phải vì mày đâu nhá. Ok, được rồi, đi thôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Dương Cô Nương. Thì hôm nay bọn mình có một thử thách, đó chính là thử thách dính liền. Đây, như các bạn cũng đã thấy thì hai chị em mình đang mặc chung một chiếc áo. Nó hơi khó khăn một chút, nhưng mà thôi, đó là thử thách. Đây, chiếc áo này thì có màu cầu vồng. Thì đây là cùng với cái thử thách này, mình sẽ 24 giờ sẽ ăn chỉ có đồ cầu vồng. Ok, bây giờ trước khi để thực hiện thử thách thì phải đi mua đồ. Chị em cái chìa khóa mà. Ủa chị em nha. Đây. Đây. Bây giờ đây. Em giữ chị mở. Nào. Nào ăn đi, ăn đi nhịp nhàng nào. Rồi. Ôi giời ơi, cuối cùng cũng vào được nhà. Ok, bọn mình vừa mới mua đồ về. Định là quay cho các bạn quá trình đi mua đồ, nhưng mà cái siêu thị gần nhà mình người ta lại không cho quay. Thế nên là không quay được. Đây là toàn bộ số đồ mà mình đã mua được trong cái thử thách lần này. Thôi bây giờ đi vào nhà đi, mọi người nhìn nhiều ngại quá. Nào chị Vi. Mình mua rất là nhiều đồ luôn này, bánh kẹo cái gì cũng có, bảy sắc cầu vồng này. Rồi đây. Nhưng mà giờ ăn sáng thì ăn cái gì nhỉ chị My nhỉ? Ăn bánh này. Ờ nhỉ. Mình mua được cái bánh này thấy hay, nhìn giống bánh rán Doraemon mà chả biết nó là cái gì đây. Macaron chị My ạ. Macaron mà chị không biết bánh gì, chưa ăn bao giờ. Thật sự là từ trước đến giờ bọn mình chưa từng ăn cái bánh này, nhưng mà vì nó có bảy sắc cầu vồng nên là mới mua thôi. Đây, bánh đậu xanh à? Bánh đậu xanh à? Bánh đậu xanh thì chắc là nhân đậu xanh à? Không biết được, nhưng mà nhìn hình hay. Chị ăn hồng, chị ăn hồng, kiểu ăn hồng này á. Cái kiểu rau cổ trông hay. Thật sự ăn thì đói lắm rồi. Đi đường mệt quá. Này bóc nhanh hộ tao gái. Đói là đói. Đây nha, em giữ là chị bóc. Ui. Nào, sao mà kém thế? Ui, màu xanh đi. Ui, ngon lắm. Thơm kiểu mùi bánh quy. Ngon. Của em bị gì? Của em bị gì em cũng không biết. Em ơi, nó kém rồi. Để em ăn thử của chị bây giờ. Đây là cái gì? Không biết. Không biết. Giống nhau. Tao thấy nó giống nhau. Công nhận các bạn ạ. Chỉ thấy ngọt thôi. Không biết nó là cái vị gì luôn. Chỉ khác mỗi màu thôi.
người ta cho màu để cho nó có màu lên chứ chả là cái vị gì đâu. Ăn cái này đi. Không ăn nữa. Không ăn em ăn lại càng còn. Ủa, giống năng rồi. Sao nó bèo bèo hay hay cực. Ủa, nhìn này. Ờ, giống sờ lam. Ủa, em bóp văn rồi bơ. Đúng rồi, nhân bên trong là nhân đậu xanh. Ủa, nhìn cái này cái vỏ bên à? Ngoài đó chỉ là cái lớp vỏ tạo hình thôi. Ủa, sao người ta làm giỏi nhỉ? Ngon, ngon. Kiểu nhân ở ngoài, kiểu như thạch ấy, cái vỏ ở ngoài. Giống bánh cốm. Giống bánh cốm xanh xanh đấy các bạn ạ. Nhưng mà nó ngon hơn. Rồi nó thơm hơn. Thôi em nghĩ là em no rồi ấy, chuyện mong nữa. Hay đi ra ngoài nhá. Đi ra ngoài đi. Ăn no đi ra ngoài đi. Nào chị đóng cửa vào. No quá. Đó. Các bạn ơi, bình thường ấy, sau khi mà ăn sáng xong mình có một sở thích đó chính là tập thể dục. Nhưng mà các bạn biết đấy, trong cái tư thế này mình không thể tập thể dục được. Thế nên mình đã quyết định là sẽ đi tưới cây. Đi. A few moments later. Bây giờ đã là buổi trưa rồi, thế nên hai chị em mình quyết định sẽ ăn mì. Đây ở đây mình đã mua một loại mì. Đỉnh sò đây là loại mì rau củ các bạn thấy không? Nó rất là sặc sỡ và sắc màu. Bây giờ thì sẽ phải đi nấu. Công đoạn này thì cực kỳ khó khăn. Như bình thường nếu hai tay thì các bạn rất là dễ không? Nhưng trong cái tư thế này này, chúng mình mà không phối hợp nhịp nhàng nha thì thôi chỉ có ok chị. Thế bây giờ em làm gì nhỉ? Đi đu em quăng nước. Còn chị thái cái này nhá. Ok. Ơi chị không dám. Thấy từ từ thôi. Nhưng mà sao em gắn liền với chị phải đi đu nước với em. Ok. Đây. A few moments later. Nóng quá. Các bạn ơi, làm cái thử thách này vất vả lắm các bạn ạ. Nhưng mà không sao, các bạn nhìn này, bát mì của mình ngon chưa? Hơi bị nhiều màu luôn ấy. Ăn đi đói quá rồi. Ui, ngon. Ôi, tôi chết rồi. Tay trái không ăn được. Lên. Không. Đấy, em hỗ trợ cho. Không, em nghĩ là chị bỏ cái mỡ này đi. Để mất đâu. Em lười lắm, chị đừng ăn nữa. Của ai người đấy ăn? Em vẫn ăn ngon lành. Ăn do cho nó đủ chất. Ăn lửa. Em thử cho. Chị Minh ơi, chọn màu nào là đẹp nhất nhỉ? Chọn gì nào đẹp nhất nhỉ? Tao thích chọn màu hồng. Em ăn hỗn hợp. Đó. Cho ta ăn nha, đầu mình đi. Phải nói là cái bát mì này hay là do nó vất vả này, nó ngon hơn bình thường đấy ra ấy. Đủ vị này, có xúc xích này, có tôm này, nó lại có cả rau nữa. Bát mì này quá là đảm bảo sức khỏe luôn. Ngon quá. Ngon quá. Lao quá, lao quá. Mỗi lần ngồi này chị khó khăn thế à? Quá khó khăn luôn. Lao chị có chơi không rồi? Thế bây giờ ngồi hay nằm? Ngồi. Đây, bây giờ ngồi lên. Kéo cái lao em lên rồi. Nào, lên trên giường rồi. Được chưa? Trời ơi. Lao, ngồi dậy. Đấy, chị cho chân qua người em đi. Đấy, nó lại lao đi. Vậy chị. Hay là ngồi như thế này ngủ luôn nhỉ? Thôi, cho tao dựa vào đây đi. Không mày dựa vào tao, mày nặng lắm. Tao mỏi. Từ từ. Ngồi lên đây. Thôi, à chị Viên. Hay là chơi TikTok đi. Chơi TikTok nhá. Từ từ. Tìm cái nhạc nào funny đó. À, từ em sẽ tìm một cái mặt hot nhất. Nhìn lên. Lời cái này xinh ấy. Quá. Nhưng mà như thế này á. Em thề với chị thế này. Mình sẽ được 1 triệu view. Có khi bọn nó lại tưởng à.
mình bị thần kinh ấy. À từ từ, em hẹn giờ đó. 3 giây nhá. Few moments later. Ôi, ngứa quá. Ý, mình đang ngủ. Đang mấy giờ? Ôi, chị đi dậy 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 muộn lắm rồi. 6 giờ kém rồi. Hả? Dậy đi. Trời ơi, đã 6 giờ. À, đâu? Chị thở hổ em ơi. Nào, không được dậy. Tớ đừng có nghĩ cái trò gì. Cái trò này, mọi người thích nên là em làm. Nhưng mà các bạn ơi, không ngờ nó lại mệt đến thế. À, chết rồi, em mốt đi vệ sinh, nhá. À, đi đi đi. À, nhưng mà như này thì đi kiểu gì? Đây vệ sinh cũng bị dính liền. Đâu, chị vào đi. Vào hết sức cẩn thận. Đấy, chị vào đi. A few moments later. Ui, ôi trời ơi, em bảo rồi, xé nhẹ thôi. Mày xé mà. Ui, kệ
gì rồi. Ngon quá. Đây 30 phút rồi. Ngon. Còn gì đâu. Đây là kẹo gì đây? Kẹo không biết được. Biết tiếng Thái, toàn tiếng Thái thôi. Chị bác đi. Bác bác không, kẹo này để đêm ăn, để dành. Chị ăn kẹo này không? Cái này là cái gì nhỉ? Thật kẹo này để dành nốt. Thế còn cái gì không? Thế rồi, bây giờ ăn lấy đi. Mày điên à? Không mày điên à, nhưng mà lấy luôn. Ôi dồi, em ăn cái này. Cái này cái... này, nhiều vị như thế này cho chị không ăn. Đây, rồi đây, em mấy cái này đi, đây. Này, bóc, bóc, bóc. Cái kẹo chip chip phiên bản mini. Rồi. Đấy, đấy không? Các bạn đã bao giờ nhìn thấy cái kẹo nào nó lại bé như cái kẹo này chưa? Ngon lắm. Nó chỉ là cái chip chip thôi. Thơm lắm nhỉ? Ngon. Thơm. Ngon quá, ngon quá. Gói này hình như có vẻ khác này. Gói này thì nó có thêm đường. Giống cái kẹo gì nhỉ? Tự nhiên em quên mất cái tên là ngày xưa có hay có kiểu hình cái kiếm này, hình mấy cái xe đạp các thứ mà hay có cái kiểu này. Có nhớ chứ không nhớ. Có nhớ chứ không nhớ. Chị biết là có nhớ nhưng không nhớ. Nghĩa là gì? Nghĩa là sao? Cắn thôi á. Lần này không cần nhớ trộn trộn trước của chị. Nghĩa là mình chuyên nghiệp như thế. Đấy. Ngon ngon. Chả ngon gì. Tốn cả tiền. Vậy mang thạch để cho nó lành. Chua chua rồi nhỉ? Ừ. One hour later. Một cái ghế. Bây giờ ngồi kiểu gì nữa? Đây. Chặt đâu. À nhưng mà cái ghế này là cong lên. Chị ơi, em phải ngồi lên rồi chị. Ờ rồi. Rồi. Nào. Ok. Hiện tại bây giờ là 9 giờ tối. Đấy, trời tối ơi là tối. Và bình thường nhá thì cứ buổi tối đến ăn cơm xong no nê, mình rất thích ra ngồi cái góc này nhà mình để hóng gió. Đấy, bởi vì nhà mình có rất nhiều cây, vừa mát này, không khí lại trong lành. Vậy làm thử thách thì tiện thể cho các bạn xem luôn cái khu vực yêu thích của mình. Đấy, đó chính là chỗ này. Nhưng mà hôm nay vì có chị My nên mình bớt yêu thích đi một tí. Không sao, vì có đồ ăn nên mình lại có thể yêu thích trở lại rồi. Đây chị My. Nào chị giật cho em. Ăn nốt cái chỗ này thì chắc là bọn mình đi ngủ thôi. Mua đồ ăn, đồ cầu vòng nó hơi khó nên là buổi tối bọn mình chỉ có thể ăn kẹo thôi. Bình thường được ăn cơm, ăn no nhưng mà nay giờ chỉ ăn bánh kẹo để... Rồi. Thế giờ sao nữa? Mau đi. Một tay em bóc kiểu gì? Nào. Khó khăn thực sự luôn đấy. Thôi. Ra rồi, ra rồi. Đây. Kẹo xoắn, kẹo xoắn. Wow. Trời ơi chị My ơi. Em cắn một đầu chị cắn một đầu. Thế được rồi, ăn nhanh hơn luôn. Đây là kẹo mắc chùm đâu. Chị My ơi, như có trời có hạt mưa hay sao ấy. Thôi đi vào nhà đi. Các bạn ơi, mình lại phải di căn di cư thời giờ vào nhà chắc là đi ngủ luôn đây. Thôi chạy chạy lên, chạy lên tôi mơ ơi. Anh ơi. Bye bye các bạn nhá.